Tài xế được một phen để đời khi đang lái xe mà không thắt dây an toàn. Sử dụng chốt giả đánh lừa xe, thắt sẵn dây an toàn sau lưng hay để dây dưới nách là những sai lầm có thể chết người khi lái xe. Nhiều người nghĩ rằng khi lái xe ở tốc độ thấp thì việc thắt dây an toàn hay không cũng không quan trọng và thường chủ quan không sử dụng. Tuy nhiên, điều này rất nguy hiểm vì bạn vẫn có thể gặp chấn thương khi xảy ra sự cố bất ngờ như clip sau. Đoạn clip do camera giám sát ghi lại, khi đang vào cua, tài xế bất ngờ văng xuống đường, còn chiếc xe đâm vào gốc cây mới dừng lại. Tình huống giao thông may mắn không gây thiệt hại về người, nhưng cho thấy mức độ quan trọng của việc thắt dây an toàn khi tham gia giao thông. Thắt dây an toàn khi đi ô tô là một hành vi hiển nhiên mà người lái phải làm, nhưng dường như thao tác nhỏ mà có vỏ này lại bị người Việt xem là vướng víu và không quan trọng mấy. Còn bạn, bạn nghĩ sao về tình huống trên? Hãy để lại bình luận ở bên dưới video và nhấn nút đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất xung quanh cuộc sống của chúng ta nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.